Ở thử thách này, người chơi sẽ phải xây một tòa tháp nổi tráng lệ trên mặt nước từ 5 lon soda rỗng trên một chiếc dĩa nhựa. Chỉ cần một động tác sai thôi, mọi thứ đều có thể bị nhấn chìm xuống nước. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc.